Wow, hôm nay chúng tôi ra Hà Nội cái nhà hàng Hồ Tây này. Con này gọi con gì anh nhỉ? Con ruốc à, chứ không phải con bạch tuộc anh. À, con ruốc, đây là con ruốc. Con ruốc, mình là cái bạch tuộc. À, đây là con ruốc. Chỉnh thế này thôi, hay quá. Còn đây là con tôm tích đúng không anh? Tôm tích đấy. Tôm tích. À. Có con loại to hơn con tôm tích này đúng không anh nhỉ? Tôm tích này là loại không to, có loại to hơn đúng không anh? Có loại to hơn nhưng mà cái loại này cái này nó ngon. À. Bữa em đi Vũng Tàu nó loại to lắm. Đây là tôm tích này, bên trên là ghẹ này. Wow. Quá trời. Đây. Tôm tích này nó khôn nhỉ, nó trốn được. Tôm tích đấy, à nó bò. Tích tích. Tích. Wow. Giống cái bàn kia luôn á. Đúng rồi, đúng rồi. Mở qua rồi, em qua nó khôn lắm, nó nhảy được. Chắc cậu ra vào đó cậu nó mạnh. Con này nó bò xe kìa. Hay quá. Mình còn thêm 2 đến 3 người nữa. Mình còn thêm 2 đến 3 người nữa, 2 người. 2 người nữa. Mình còn 2 người nữa. Nó trên đường tới. Để. Để tính sau đi. Nhưng mà sợ đến trễ thì để sau đi. Và tính sau đến sau đi.